hỏi cái phim mà giá nó dài hơn một tí nha. Thì hôm nay mình lôi cái này ra giới thiệu lại cho các bạn nha. Mẫu này thì dạng chiều dài nó vừa phải, nó không quá dài mà cũng không quá ngắn ha. Mặt nó ngang ngang chạm đầu gối của mình nha. Và kiểu của nó là cài nút và nó hơi xéo một tí nha. Form thì tới tận 4X lận cho mình 50kg mà còn dư rất là nhiều. Cho nên bạn nào cao ký 75 cho tới 80, 85kg mình nghĩ chắc cũng có thể vừa đó. Tùy số đo 3 vòng các bạn nha. Bên đây nó thiết kế là có chuôi nè. Đó cho nên mình mặc mình không sợ bị siết giật hoặc là mặc nó bị rộng ha. Độ dài của nó vừa phải dễ mặc. Phía sau của nó là có hai túi cho mình luôn nha. Đó dán váy lên rất là đẹp. Hiện tại thì chỉ còn size 4X thôi nha, để dành cho mấy bạn cỡ tầm 75 đến 80, 85kg mặc được nha. Cái này mình có thể phối với áo thun hoặc là phối với sơ mi cũng được nè. Nói chung là rất là dễ mà.